mến chào quý anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay Niềm sẽ giới thiệu chiếc xe Ford Tunnel 7 chỗ rộng rãi nhất trong phân khúc luôn. Và xe này phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn nha. Sẽ là đã được trang bị nâng cấp cây gối limousine cao cấp hạng thương gia đó. Rất là sang trọng. Cái gói limousine này là trên 500 chai nha quý anh chị em. Cực kỳ à. Ghế là full luôn nha, massage toàn tập luôn. Ghế là chỉnh điện rồi các kiểu luôn ha. Đó. Niềm phải giới thiệu nhanh với quý anh chị em. Chứ nếu như mà chậm trễ là cái xe này có nhiều khách là đang nghía nha quý anh chị em. À, cực kỳ luôn nha. Này mình lên đèn hết một cái luôn là rất là long lanh nha. Này có cửa sổ trời luôn nha quý anh chị em. Cửa sổ trời luôn. Đó. 7 cái ghế VIP là đều có massage hết. À, massage toàn bộ hết thì quý anh chị em hiểu là cái giá trị của cái gói limousine này là cao cấp như thế nào rồi. 7 cái ghế ha, có massage. Cửa là cửa lùa điện là hai bên luôn nha. Và có màn hình ha, màn hình giải trí nè. Cảm ứng sang trọng đẳng cấp. Đó, cửa sổ trời. Ha. 7 ghế. À, trong phân khúc xe 7 chỗ thì Fortuner là huyền thoại. Là phải nói là khá là rộng rãi nha anh chị em à. À. Cực kỳ luôn à, xe này là đăng ký 2021 nha à, xe mới 2021 mới lướt chỉ có 15.000 cây thôi nha anh chị em, mới lướt 15.000 cây thôi là đi sơ bộ qua cái nha, tại vì giới thiệu gấp thôi, không có thời gian để mà review kỹ cho anh chị em đâu, cho nên là anh chị em mà đang có nhu cầu mà một chiếc 7 chỗ mà hạng thương gia, gối limousine, ghế massage toàn tập, chỉnh điện toàn tập luôn thì phải nhanh tay mới được. Tại vì cái chiếc này thì giá nếu mà lăn bánh luôn nha là chưa tới không. Xe này là xài là chính chủ luôn. À, bảo hành chính hãng ngon lành luôn cho anh chị em luôn. Cái chiếc này nếu mà lăn bánh luôn nha là chưa tới 1 tỷ nha. Đó. Nội mà anh em là thấy cái gối limousine này thôi là đã lời khúc rồi. Số là tự động ha, số tự động. À, Fortuner là huyền thoại nha. Rồi, đi một vòng sơ bộ nha anh chị em. Coi như là xe là màu là ghi xám ha, màu ghi xám. Ở biển Sài Gòn luôn. Coi như là xe là còn như nguyên can luôn ha, nguyên can luôn. Đó, xe mới luôn mà 2021 mà nguyên can luôn, xe này là chủ xài gia đình mà xài rất kỹ. À, vì lý do hiện tại là ít sử dụng ha, ít sử dụng à, và đang cần nguồn tiền à, để xử lý cho công việc thì chủ cần nhượng lại đó. Không có tí xíu gì gọi là chày xước hết trơn, cái xe này mua là quá là lợi luôn, nguyên can luôn. Cái mẫu Fortuner thì nhìn cái xe nó vuông vức thì quý anh chị em mà khi mà đi một cái xe mà nó vuông vức đồng nghĩa với việc là nó sẽ rộng rãi ha, rộng rãi 7 chỗ rộng rãi. À, mình chỉ giới thiệu nhanh gọn cho quý anh chị em coi sơ bộ ha, sơ bộ ha, nội thất trong ngoài vậy đó. À, quý anh chị em mà muốn chốt thì alo cho Niềm, số điện thoại là 0901 114 113. Con này màu ghi xám nha, Niềm xin nhắc lại một lần nữa là siêu lướt luôn, mới có 15.000 cây thôi, xe là mới ken luôn, 2021 chính chủ luôn. Chính chủ luôn đó, xe mới ken luôn nha. Rồi quý anh chị em thích chốt cái là alo cho Niềm đó, tới mình xem xe trực tiếp. À, xin được trân trọng mến chào quý anh chị em nha.